2000 ngày đêm trấn thủ Củ Chi, tác giả Xuân Vũ, Dương Đình Lôi, tập thứ 80. Chương 64, địa đạo, mồ chôn tập thể. Bỗng nhiên một câu hỏi dựng đứng lên giữa bữa cơm chiều quanh ngọn đèn lờ mờ. Như vợ chồng thằng Út đâu? Mỗi bữa hai vợ chồng nó ăn chung với anh chị em trong cơ quan rồi mới bồng con về nhà. Từ bữa trưa tới giờ đa đoan việc người chết, việc người sống. Bây giờ mới nhớ ra từ sáng tới giờ không thấy mặt chúng nó. Thằng đỏ nói trước tiên. À, có má hai ở Trung Hòa về thăm, chắc ảnh chỉ ở nhà. Quảng bác bỏ cái lý lẽ đó. Ừ, ở nhà thì ở. Khi dứt cuộc truồng hai người cũng phải đến cơ quan chứ. Thù lờ mờ. Em nghe nói anh Út đi bên An Thành gặt lúa đó mà. Thằng đỏ rướn cổ lên. Anh nói đi nhưng con má hai vô nên đình lại. Út là trưởng tổ tự túc nên cứ thông dong với chiếc xuồng câu lưới, có khi vài ngày mới xuất hiện một lần, chẳng ai để ý đến sự vắng mặt của anh ta. Ăn cơm xong thằng đỏ chạy lại đẳng coi, luôn tiện đem cho má hai ít thịt hộp. Má hai đem vô cả giỏ sách cho anh chỉ kia cả. Thằng đỏ nói vậy rồi lua riết chén cơm, buông đũa chạy đi như để lấy công chuộc cái tội bỏ thủ trưởng. Bữa cơm chưa xong thì nó chạy về mặt mày ngơ ngác. Không có ai ở nhà hết á. Quảng gặn. Mày đi gì mau dữ vậy đó? Mày có vô nhà hay chỉ đứng ngoài sân ngó vô? Em không có vô nhà. Thấy chùa, mày bắt được con cá lóc giáo tổ nái rồi đó. Thằng đó ngập ngừng chớp chớp mắt. Em không có dám vô, trong nhà có mùi gì lạ lạ. Tôi Linh cảm thấy vấn đề, tôi bảo. Cậu nào chạy lại đẳng coi coi. Quảng và Mười chạy đi, tôi hỏi thằng đỏ. Em biết trong nhà nó có hầm hố gì không? Ảnh đi chài với em, ảnh thường khoe, ảnh không sợ Mỹ chụp. Hãy nghe nó đổ quân là ảnh biến mất tiêu. Ảnh chỉ lo cho chỉ và đứa nhỏ thôi. Từ ngày ảnh được tuyển vô cơ quan, ảnh mở rộng cái ngách ra có thể chứa 3-4 người. Mà em có nghe mùi gì thiệt không? Thiệt mà, mùi lạ lắm. Em sợ quá nên em chạy về liền. À, thằng Út không có đi ăn thành thật chứ? Dạ, anh nói chờ má hai về Trung Hòa anh mới đi. Thôi, vậy thì nguy to rồi, tôi tất tả chạy đi, một dọc người chạy theo. Ra đến đường thì đụng đầu Tám Dục, tôi chưa kịp nói gì thì Tám Dục đã nói. Các anh phải dời điểm ngay, ông xã đội Ba Xây bị Mỹ bắt rồi. Tôi giật mình thon thót, Ba Xây bị bắt thì cả phòng tham mưu của ông Năm Lê cũng phải dời. Ông trốn ở đâu mà bị bắt vậy? À, trong hang của ông. Tôi bàng hoàng nhưng cố trấn tĩnh hỏi sang chuyện khác. Anh cho bà con lên hết chưa? À, tôi còn để ngửa nắp hầm, chắc bà con lên hết rồi. Anh có nghe mùi gì không? Tôi à, chưa có trở lại đó, mà nếu có ai chết thì sáng mai mới có mùi nặng. Vậy anh trốn ở đâu? À, tôi chui hang riêng thầy ơi. Té ra anh không chơi với địa à? Cố nhiên rồi, thằng nào cũng vậy chứ không phải mình tôi, chỉ quy đào nhưng không bao giờ xuống. Sao lùa dân xuống? Để họ ở trên Mỹ xuất ra áp chiến lược hết, mình lấy gì bám trụ? Anh có thấy lính tôi xuống không? Tôi chỉ dỡ nắp hầm rùi dông chứ đâu có đứng đó. Vậy ai đẩy nắp hầm? À, người nào xuống sau cùng thì đẩy, chứ nếu tôi đứng ở đó chờ cho người ta xuống hết rồi mới chạy thì sao kịp? Sao anh không bám với nhân dân? Tám Đột ngần ngừ một giây rồi đánh trống lảng. Hồi sáng nếu tôi gặp thầy tôi đâu có cho thầy chung. Bởi vậy nghe ba vị nói chắc thầy chung là tôi đi tìm đến. Anh có biết trái cà nông nổ cắt sóng địa đạo không? Tôi có nghe nói nhưng chưa tới. Đây là nhiệm vụ của ông Ba Xây mà ông lúc nào cũng đi câu tôm chứ có ngó ngàng gì tới đâu. Hễ tôi phàn nàn thì ông bảo, e tao hy sinh cái nhà của tao cho cấp trên ở để tao kiếm tiền nuôi vợ con tao với chứ. Mà thầy có cấp tăng đó không? Tôi móc điếu thuốc chìa ra, Tám Đột rút 2-3 điếu và giải thích. Ây, lại đằng đó tôi không mới hút, phải hút thuốc thông mới được. Ây, sao vậy? Tôi học kinh nghiệm ở bên hố bò hồi nắm. Hãy dưới hầm có người chết thì khói thuốc thông phát giác ra ngay. Đốt điếu thuốc đứng trên miệng hầm hút, hãy có mùi hôi thì khói khét nghe liền. Muốn chắc hơn đốt một điếu quăng xuống địa, một chốc cũng nghe khói khét. Ây, quăng xuống là tắt liền. Tắt là chỉ khi nào mình đẩy nắp hầm kính lại kìa. Chứ mở nắp ra thì thầy nấu cơm dưới đó cũng được mà. Tôi nhớ lúc ở dưới địa quẹt hột quẹt không cháy nên thấy kinh nghiệm của Tám Độc có thể đúng. Tám Độc lại tiếp.
Tôi đã từng tìm được sát du kích bằng một điếu ruby rồi kia mà. Lúc nãy nghe chuyện của chị Sáu Bầu, tôi rất bực mình tám đột, định gặp y sẽ trách móc, nhưng bây giờ thấy y ăn ở có nghĩa với mình, vả lại thằng chỉ huy xã, thằng huyện ủy, tỉnh ủy, khu ủy và trung ương nào cũng như tám đột thôi, nên tôi không mở miệng phê bình y được. Tám đột lại tiếp. Kỳ tới á, có gì thầy à, bám tôi nè, một mình thầy thôi, tôi bảo đảm ăn hút khỏe re. Đó, thầy coi, tụi Mỹ nó xúc mấy chiến râu rộm thưa hết dân. Nó mà làm vài trận nữa thì cả bến mương này trụi lơ, lấy đâu mình xây dựng cơ sở. Sẵn dịp tôi hỏi luôn, bộ anh có địa riêng sao? Tất nhiên rồi, thằng nào cũng vậy không phải riêng tôi. Thầy nghĩ coi cả bầy nam phụ lão ấu như vậy ở xuống hầm, may mà Mỹ không tới, chứ nếu nó tới thì nó lọt trồng cũng thấy miệng hầm mà. Cái miệng hầm phải sạch sẽ gọn ghẽ như miệng con gái, chứ tùm lum như miệng già trầu móm thì bí mật con mẹ gì được. Tám đột bỗng quay ngoặt sang nói vấn đề khác. Cái vụ thầy sống lại là ơn nghĩa lắm đó ngăn. Tôi nghĩ chắc y định kể công với mình nên nói ngay. À, nhờ anh tôi mới thoát chết. Tám đột xua tay. Không phải nhờ tôi đâu, chính nhờ cô Thu đó. Cổ cho tôi hửi dầu nhãn nhưng có ăn thua gì? Ê, dầu nhãn thì không ăn thua, nhưng mùi kia thì kết quả ngay. Không ai nói cho thầy biết à. Tám đột đứng sát lại chỉ tay tôi và cười hắc hắc. Đó là thuốc thần diệu hay nhất. Tôi đã dùng rồi, hãy có người chết dưới hầm thì cứu cấp kiểu đó kết quả 100%. Nhưng phải nhớ là của các cô chưa chồng thì mới tốt. Tôi đã phổ biến tại hội nghị quận rồi mà, ngày thường là đồ bỏ nhưng gặp việc là linh dược đó ngang thầy. Tám đột vừa nói vừa cung cúc lủi đi, tôi chạy trở về. Vừa đến mối đường vào nhà má hai thì nghe tiếng nói xôn xao. Tôi bèn quăng xe đạp quá. Có tìm thấy gì không? Năm vị nói tiếng nặng chịch nghe càng đứng tim. À, chết hết anh hai ơi, vợ chồng con cái thằng Út chết hết. Tôi chạy càng vào, dấp ngạch cửa chú lúi sắp ngã, tôi móc đèn pin rọi lên. Trong vệt ánh sáng xanh lè hiện ra hai ba đứa mặt mày cũng xanh lét như mặt quỷ. Nó ở sau giường. Tôi chạy giọt ra, năm vị giật chiếc đèn pin trên tay tôi chạy ra phía ngọn đèn leo lét ở góc vườn. Nắp hầm mở tan quát, tôi nhìn xuống, bất giác tôi lùi lại và quay ra. Một bàn tay trắng bợt như giấy đưa lên hồi nào, dán dính vào vách hầm như quờ quạng tìm lối thoát. Chỏm tóc con nít áp trên ngực mẹ, chẳng ai khác hơn là hai mẹ con Út. Tôi hỏi, à, còn thằng Út đâu? Năm vị trỏ xuống, nó ở dưới kia, phải nhìn xéo xéo kìa mới thấy. Tôi nghe mùi bốc lên nồng nặc, hít nó vào người phải bệnh. Tôi bảo năm vị và mấy cậu trinh sát. Thôi, lắp lại đi, ở phía đó lần trước người ta cũng làm vậy chứ có cách gì khác. Anh hai bảo vệ chúng tôi thi hành. Chập sau mặt đất bằng phẳng với những lát đất mới, tôi lạnh lùng khoát tay. Thôi, đi về. Chứ còn làm gì được, một cấp chỉ huy không có phương tiện gì hết như tôi trong hoàn cảnh này, thật là tàn nhẫn. Như để giảm tội lỗi của mình tôi tiếp. Mày trở lại đắp nắm, mốt mở cửa mở cho tụi nó. Bỗng nhiên vợ chồng con cái chết hết và chung một hầm. Ngôi nhà đang ấm cúng, vợ chồng con cái hàng ngày vui thú hạnh phúc đơn sơ, tiên mong manh trong vòng bom đạn. Họ không mong gì hơn được sống lây lất qua ngày. Chồng đi chài cá cho cơ quan, vợ tới lui phụ giúp nhà bếp. Mùa này lúa trúng, hai vợ chồng vô bầu được hơn 100 dạ. Vợ nghĩ tới việc mua áo mới cho chồng con. Chồng tính sắm thêm miệng chài mới, giấc mộng chỉ có vậy mà cũng không thực hiện được. Tôi nhảy lên xe đạp, một tay trội đèn, một tay cầm ghi đông chạy một mạch đến cái dốc thả xuống rạch thì quẹo vào. Chiếc xe lao nhanh băng qua những lỗ hổng và những hố cà nông nhiều lần, lao đao suýt ném tôi xuống mé lề. Cây dừa tơ bên đường nơi Út từng nhét cục xà bông thơm cho tôi tắm, nơi nàng bế con đứng trên bến chờ chồng đi chài hoặc cắt lúa bên Thanh An về, hai vợ chồng líu lo rồi vợ giao con cho chồng ẵm. Cũng nơi bến này dân trong xóm đến giặt giũ, tắm rửa và gánh nước về nhà. Một bụi dừa rậm ri đứng ở ven sông, tàn lá rậm ri che bít cả bầu trời, bít mắt phi cơ cho cả nhân gian yên tâm tắm rửa bơi lội. Những chùm rễ dài lòng thòng tận mặt nước như 1.000 bộ râu của những người khổng lồ. Dưới bóng mát của nó bắt tạm bợ một chiếc cầu làm bằng cánh cửa ván lỗ chỗ vết đạn. Đây là vùng trời nước mơ mộng của tôi, vùi đầu trong những kế hoạch phương châm dự án, những gì gì khác nữa. Tôi không còn được những giờ phút nghỉ ngơi của một người thường phải có. Đôi khi đang ăn phải buông đũa chạy,
Lắm lúc giữa giấc ngủ say có công văn khẩn cấp tới, cả trong lúc yêu cũng có lệnh thiên tử gọi tới chầu. Lâu lâu lén trốn cái cuộc đời hồng hộc của tôi ở cơ quan, tôi ra đây ngồi xem cá đớp trái dừa chín rụng lẩm bẩm xuống nước, nhìn những con chuồn chuồn vô tư bay là xà như một bầy tiên nhẫn nhơ bất cần mưa nắng. Cũng có những buổi tối nhìn trăng dưới đáy sông mà tưởng mình sẵn sàng nhảy xuống lội mò cùng Thái Bạch, cái dốc thân mến êm đềm xiết bao đối với tên thiên lôi này. Nhưng thang ôi, hôm nay nó trở thành vùng trời tang thương đau đớn. Tôi không dám để chiếc đèn pin cháy trên bờ, sợ trực thăng bay qua hoặc mô hót chụp hình thì mang đại họa. Tôi bấm tắt, nhảy xuống nước, tống thầm qua loa rồi bọt lên mặc quần áo. Tất cả mọi việc không quá 3 phút, xong lên xe đạp ngược dốc. Ngang gốc dừa tơ, tôi ngoảnh mặt như sợ thấy lại bàn tay của người đàn bà nhét cục xà bông trong bẹ dừa hôm nào. Nay chắc vẫn còn đó. Về đến hầm, tôi nằm vật ra trên chiếc võng mấy đứa nhỏ mắc sẵn, nghe trả trời thể chất lẫn tinh thần. Chết, chết và chết. Chiến sĩ ra trận chết đã đành, thường dân ở nhà cũng không sống nổi. Chui hầm để tránh bom đạn, nhưng lại chết dưới hầm. Bàn tay trắng bợt, một cách kinh dị của người đàn bà cứ chập chờn trong trí tôi. Tại sao chúng nó lâm nạn, không có dấu bắn, không có vết máu ở miệng hầm? Tôi hỏi năm vị vừa về tới. Cậu thấy nắp hầm đóng hay mở vậy? Dạ đóng. Nhờ mùi thơm thẩm và nhặn đánh dù dù nên tôi mới tìm ra rồi bật nắp lên, chứ hầm đâu có bị khui. Theo cậu có phải bị hóa học không? Dạ không đâu, miệng và vách hầm không có dấu vết gì hết. Em chắc chắn là hai đứa bị ngộp. Hình như thằng chồng bò vốn rồi chịu không nổi nên trở ra. Còn con vợ muốn trồ lên, một tay ôm con, một tay mở nắp hầm. Nhưng vì kiệt sức mà nắp hầm lại nặng nên không bật lên nổi. Thằng chồng lúc đó cũng hết hơi muốn trồ lên, lại bị con vợ bám bít lối nên gục luôn dưới chân vợ. Em đoán vậy không biết đúng hay sai. Tôi lặng thinh. Làm chỉ huy đôi lúc phải hạ những lệnh mà chính lòng mình không muốn, nhưng phải làm vì nhu cầu của chiến trường hoặc vì phải thi hành lệnh của cấp trên. Như trận pháo kích Đồng Dù và Trung Hòa vừa rồi, sau gần 30 năm bây giờ tôi ngồi nhớ lại, tôi mới thấy rằng nếu tôi là một tư lệnh chịu mệnh lệnh của thượng cấp thì chẳng bao giờ tôi ra lệnh cho pháo kích như vậy. Tôi chắc chắn rằng tôi bắn không có quả nào rơi ngoài ấp, dầu hèn cũng thể chứ đâu có đến nổi. Căn cứ rộng như Đồng Dù, Trung Hòa mà bắn không trúng thì còn dạy ai. Nhưng tôi biết trước hậu quả thảm khốc, nhất là cho nhân dân. Chiến sĩ và du kích hy sinh, bị thương như thế quả là pháo Mỹ còn chê thịt giải phóng dữ lắm. Tôi đã bí mật bảo tư truyền chuẩn bị cho 50 cái hầm cho thương binh nằm. Đổi lại sự tích cực đó, tôi sẽ cố lấy cho y một cây dù. Nhưng thật sự không có đào cái nào cả. Nhân công đâu? Củ chi chỉ có một anh du kích Lê Thanh Vân dùng răng cạp đất thôi. Chỉ sau vài ngày pháo kích, Mỹ đã phóng ra cái Operation Crown để đáp lời sông núi. Bộ đội rút ra ngoài vòng hoặc chui hang, còn dân thì bị thương chết hoặc bị xúc ra ấp chiến lược. Số chui địa còn sống thì cũng lẳng lặng bỏ nhà đi. Vợ chồng Út chết một cách vô lý. Nếu chúng ở trên mặt đất thì bị xúc ra ấp chiến lược rồi trở về như bắt cóc bỏ dĩa. Nhưng cũng tại ba cái thằng lãnh đạo tuyên truyền làm cho dân mê tín địa, vợ chồng nó đào sẵn hầm để đó, chờ Mỹ vô thì chui, khỏe ru. Chúng chưa bao giờ ốm thử nên khi chui không có kinh nghiệm gì hết. Tôi đâm ra ân hận vì đã thu nhận thằng chồng, cho nên bây giờ cả nhà đều chết hết. Nếu để nó đi Bình Long, Phước Long, có chết thì chỉ mình nó. Vợ nó là quá phụ như bà Tám Khỏe, Mai Khanh, Lục, Mười, Hai Sót, Chính Kiểu, và hàng trăm cô gái ở ven quốc lộ lấy lính công trường chính, chứ đâu cả nhà chết thảm khốc như thế này. Lặp lại, cái lệnh của tôi lúc nãy như vang lại trong đầu tôi, cái lệnh đã quá dã man chăng, sao tôi không để chậm chậm đã? Cái lệnh đó không phải là tôi xuất bản đầu tiên, mà tôi chỉ tái bản của những người khác. Đứng trước một ban tham mưu quận đội bị bom vùi, ông bí thư bảo lấp. Đứng trước một phòng cơ yếu bị pháo dập, ông trưởng ban bảo lắp, lắp, lắp và lắp. Lắp là phương pháp nhanh tốt và rẻ nhất, và là cách làm cho người chết ít đau đớn nhất. Thì ngựa ơi đi nhịp đầm chớ nhảy, kẻo thân đau, chưa quên nệm giường đời. Người chết được nằm trong hòm ngựa kéo ra nghĩa trang.
mà nhà thơ còn bảo ngựa đi nhịp đầm để người khỏi đau. Còn ở đây những cái xác nát, thối hoặc thiếu đầu sức tay phải moi lên tráp lại thì đau đến mức nào. Thôi thà để vậy mà lấp luôn, rồi đây bạn đọc sẽ được thưởng thức cái lệnh lấp lại đó, lặp lại không biết bao nhiêu lần trên đất Củ Chi này. Và rồi bạn cũng sẽ quen đi, không cho tôi là tên chỉ huy tàn nhẫn nữa. Và nếu chẳng có cô Thu và cậu Quảng thì hôm nay Tám Đột cũng đã tái bản cái lệnh đó với tôi rồi. Tôi nằm luôn trong lòng đất, không biết có bà con nào nằm lại dưới đó không. Đang nhớ lan man những chuyện vừa qua thì lại nghe tiếng ồm ồm ngoài miệng hầm. À, thằng Thiên Lôi của mày có nhà không? Tôi biết đó là Năm Tiều nên ngồi bật dậy, gặp Tri Âm trong lúc buồn. Tôi bước ra vội vã mời thì lại đụng đầu cả Bảy Nô. Hai ông thằng này thường đi có cặp, lính sợ hai ông đã đành, cấp trên cũng ngán luôn. Năm Tiều mở đồ nay nịch ra bỏ ở bàn làm việc của tôi, thấy Bảy Nô còn sững sững tôi hỏi. À, bộ anh Bảy tính còn đi đâu sao? À, đi thăm má nó một chút. Chị Bảy ở đâu? Tao mới cho về nhà lên con mô hồi hôm. Tụi Mỹ làm cỏ bến mương của mày sẽ cài phú hòa đông của tao nên tao phải né trước. Năm Tiều bảo. Ở nhậu bà sợ rồi hả, đi được không? Để tôi ra coi bà tới chưa rồi chở vô. Bộ sợ người ta đổ lập hả anh Bảy? Xin mở ngoặc, vì không thích tính khí của Bảy Nô nên sau này ở trên đã điều động Bảy Nô ra khu trường sát. Trên đường đi bị tàu bắn chết trên sông Sài Gòn, bỏ bà vợ trẻ không con, xin đóng ngoặc. Năm Tiều thêm. À, ếch bắt cặp thì trời mưa chứ không có bắt cặp trừ nắng ngang cha nội. Bảy Nô để nguyên súng ống ngồi vào bàn. Tôi kêu trẻ nhỏ pha trà, định hỏi về tình hình đánh đá của các đơn vị vừa qua, thì ông phó ban tác huấn lên tiếng trước. Nghe nói mày xích bị địa đè hả? Ai nói với anh Năm vậy anh? Ai nói với anh vậy anh Năm? Mày sống lại là nhờ ai, tao còn biết nữa kìa. Ôi ông nội ơi, ông đừng có móc chuyện đó ra, tôi ngóc đầu lên không có nổi. Năm Tiều cười ngất nói quang quang như chỗ không người. Tao còn muốn kêu con nhà báo Nhã Nôm đến đây nó phóng sự mày đó. Chuyện ngửi nước đái con gái có diện xấu, hồi nhỏ ở nhà tao còn thấy người ta uống nữa kìa. Đâu, con nhỏ nào tặng mày món thuốc đó cho tao biết coi. À, chi vậy anh Năm? Để nay mai hoặc lính hoặc tao chết ngộp dưới địa đạo thì xin nó một tô chứ làm chi. Vừa lúc đó Thu bưng nước tới, Năm Tiều cứ hỏi tự nhiên. Mày cho tao biết tao sẽ xin nó một chai lẫn lưng để dành. Bảy Nô cười hắc hắc. Đựng vô chai không có lên ông ơi, phải xài ô rin kìa. Tôi cắt ngang vì sợ Thu biết. À, mấy đơn vị mình có lập thành tích gì không anh Năm? Năm Tiều nói. Ê, tiết gì mà tiết, chạy như gà mắc đẻ. Mấy ở trong này à mà đi lẫn ra đồng lớn bắn lạch chạch, tụi Trung Hoa kêu pháo giả, đồng dù nó tiếp theo. Ban đêm tụi Mỹ cũng mở bào đưng, thằng Ba Đức sách C2 từ rừng làng định ra tập kích. Ai dè bị pháo sáng lòi lưng, tụi Mỹ quạt khiên dậy 13 đứa. À, nghe nói ở Hố Bò bồn binh làm ăn khá lắm anh Năm. Ai nói, trên đó Mỹ có xe tăng bảo vệ bộ binh, đa cô ta bay vòng vòng thả pháo sáng. Đám em nuôi bà Định mới vừa mon men tới bị pháo chà rầy và tráng bằng giả chạy đôi 12 khẩu 102 chịu sao xiết. Bảy Nô tiếp. Hey, Mỹ biết đánh giặc lắm chứ không phải như đài giải phóng của mình tiên truyền gạt con nít đâu. Nó đóng quân ở giữa xe tăng ký bốn bên, chiếc nào cũng âm xuống đất, chỉ ló cái tháp súng lên thôi. Bên ngoài nó còn thả bùn nhùng dây chì gai, đụng tới cái thét lưng của nó mệt khước chú em ơi, mà có đụng rồi cũng không có dễ gì ném được. Không biết mấy cô dũng sĩ của ông Tém Quan có đụng được không? Năm Tiều cười khục khục trong cái cần cổ như gà lôi kêu. Để mai mốt bà Năm Đan và hai xót họp khu ủy về, tao với mày chặn đường hỏi bá dùng mũi chính trị giáp công để đụng được cái. À, hai bà đó thì chỉ nắm na thắt lưng của mấy lão già thôi. À, mấy lão nắm dây lưng rút của mấy bà thì có. Bảy Nô trở lời vấn đề. Nuôi cho ngày tao định sách cái của tao ra chơi một trận. Nhưng ngó qua ngó lại đại đội này rã hàng, đại đội kia tản khai, đại đội nó phân tán mỏng trong dân. Con số lẫn theo dân chui xuống đĩa, móc không có lên. Ê, ông Ba Xu có lệnh nghiêm cấm chui đồ mà anh Bảy. Ê, ổng bị kẹt thử coi ổng có chui không.
Quả tình ít lâu sau, chính ông tư lệnh cùng đường phải chui địa bị Mỹ chốt. Dương Đình Lôi phải đem quân liều chết giải vây, nếu không thì ổng cũng bị lấp. Bảy nô nhấp trà rồi tiếp. Mất cả một ngày mới tập trung được hai đại đội, quân số lỏng lẻo đem ra bắn vài loạt, trực thăng tới Bù Đen cùng nhau dắt chạy về, bỏ lại hai đứa. Năm Tiều cười. Ông coi vậy mà thua tuổi D8. Nó kết hợp với du kích An Phú hô bò, pháo kích cụm bến dược. Nghe nói có trực thăng đáp xuống hai ba chiến, chắc lấy thương binh. Cây đách họ, nó chỉ chở đĩ xuống cho lính Mỹ đó cha nội. Ở ngoài pháo, ở trong nó cũng pháo. Năm Tiều nói sụi lơ. À, tội Mỹ hành quân kiểu này chưa chắc thằng già sáu khâm dám sách công trường chính xuống đây chơi nữa, là ba cái đám lính dịch sim Ku-16 và D1 của thằng cọc cạch 300. Vừa đến đó, thằng bỏ ngựa đi lấy công văn trên phòng chính trị về. Tôi mở ra đọc, còn Năm Tiều xem báo quân khu. Anh đập lưng tôi. Ê, nghe nè, ông thầy pháo với ông AD trưởng, tin chiến thắng lớn. Rồi anh đọc luôn. Kết quả cuộc càn liên tiếp 7 ngày của 8.000 quân Mỹ ở Hữu Ngạn sông Sài Gòn, đặc biệt nhắm vào quận Củ Chi đã kết thúc, quân dân ta bảo toàn được lực lượng. Tôi xua tay, thôi tôi đọc rồi anh Năm ơi. Báo mới ra lò, mày đọc hồi nào giỏi vậy? À, tôi đọc hồi chưa in. Ê, sao kỳ vậy? Cô ấy viết xong đem lại cho tôi chút giùm 1-2 điểm. Ê, sao chút có 2, còn điểm kia để cho ai? Bảy nô hất hàm với tôi trong lúc Năm Tiều vẫn nhướng lên nhướng xuống đọc cho hết mẫu tin. Anh để tờ báo lá cải trên bàn, đập đập tay. Vậy cũng nên thưởng con nhỏ này chứ. Điểm thứ nhất, mình cổng thương binh thấy mẹ mà nó nói Mỹ thua. Điểm thứ hai, bảy nô xòe bàn tay to tướng như cái quạt nang. Điểm này còn đáng thưởng hơn. Mỹ mới càng có 2 ngày mà nó nói cuộc càng liên tiếp 7 ngày của Mỹ đã kết thúc. Điểm thứ ba, thằng mắt toét chính lộc còn không biết có bao nhiêu Mỹ mà nó dám nói là 8.000, lại còn liệt kê rành rẽ các binh chủng. Đây, các ông nghe cho kỹ, lữ đoàn 3 thuộc sư đoàn Anh Cả Đỏ, lữ đoàn dù 174 và trung đoàn bộ binh Hoàng gia Úc. Chúng được yểm trợ bằng xe tăng M113, pháo các loại. Ngoài ra còn đủ các loại phản lực, trực thăng đổ quân, trực thăng chiến đấu, trực thăng quan sát. Trước đó một tuần lễ dùng đất thép Củ Chi đã hứng chịu hàng loạt bom B-52, nhưng nhân dân ta đã anh dũng giáng cho địch những đòn sấm sét khiến cho địch... À, phải cúi đầu nhận tội. Cả ba cùng cười, Năm Tiều tiếp. Chưa hết đâu, các cụ nghe thêm đoạn nữa thì dầu có rửa chân leo lên bàn thờ cũng mát cái ruột già. Ngay từ ngày thứ nhất, lữ đoàn 1 đã đổ quân xuống các xã dùng Nhuận Đức, An Nhân, Sở Đất Thịt, Bào Lách, Bào Đưng, Lập Trung Thượng, Phú Hòa Đông, nhưng đều bị các đơn vị địa phương và chủ lực dây đánh cho xiển niễn, đặc biệt là các đội nam nữ dũng sĩ với truyền thống anh hùng của đất thép Củ Chi đã bám thắt lưng địch mà bắn, ủa mà đánh làm cho địch phải co cụm. Bảy nô xua tay, hey, đừng có phát âm nguy hiểm vậy nghe. Năm Tiều quay lại tôi nháy, tôi là dân Nam Cờ mà ta. Mày chuốt mày bào kiểu nào mà nó hứng dữ vậy lôi? À, tôi chuốt cái điểm pháo kích của tôi chứ có rới tới cái điểm khác đâu. Mày chuốt 2 điểm trên đâu có đủ. Nó đem lên cho mấy chú mấy bác chuốt tiếp. Bảy nâu cười chành bành cái miệng rộng. Chú ba chuốt, chú 10 bào rồi anh bác sĩ 8 lây não. Đó là 3 giai đoạn liền tù tì. Ba thằng uống trà đổ sắc như núi, hút thuốc phun khói như đống ung trâu và cười rung hầm. Như vậy cũng xóa được cái nỗi buồn chiến binh biên ải. Tôi nhắc Bảy Nô đi thăm bà, Năm Tiều nói, ê, lộc của nó còn mới nên nó sợ người ta đổ rồi sách mất. Còn tao nè, tao có sợ không? Ừ, anh bị đổ cái này còn cái khác anh đâu có sợ. Năm Tiều bị soi trúng tim đen làm thinh. Vừa đến đó thì Năm Dị chạy về kêu bài Hải. Ý thầy ơi thầy, có chuyện nữa. Chuyện gì vậy? Má hai chết rồi. Tầm bậy, bà vô thăm vợ chồng thằng Út rồi về Trung Hòa bố hổm. Tôi thấy tận mắt nên về báo cáo với thầy mà. Tôi chạy vọt ra hầm. Cậu nói thiệt hả Năm Dị? Sau khi đắp 2 cái nấm lớn và 1 cái nấm con tượng trưng cho gia đình thằng Út, tôi vô nhà tìm gỗ để cắm trên đầu mã. Tôi nghe mùi hơi nặng hơn ở bên ngoài. Tôi đi lần vô kẹt bồ lúa thì thấy một đống mền chiếu. Mùi thúi bốc ra từ đó. Tôi bèn dỡ từng lớp một, càng dỡ càng thúi. Đến lớp cuối cùng thì đúng là bà má.
Bà gục đầu xuống và hai tay ôm chân như sợ bom nổ điếc tai. Ở chỗ này thì không lắp được, phải đem má ra chôn ở ngoài. Tôi còn nhớ con Út có lần nói với tôi rằng lúc ba hai còn sanh tiền, ba đã xây sẵn kim tỉnh cho hai ông bà, nên bây giờ sẵn chỗ cho má nằm, chỉ còn liệm và chôn không phải đào. May quá, tôi nói cho năm vị nghe, năm vị bảo. Vậy thầy cho người ta ra tiệm trạch tư lấy một cây ni lông đem về mình đậy chụp lên, gói lại, xong đem ra ngoài đó rồi chôn. Chứ bây giờ làm sao đóng hòm được, Mỹ xúc dân đi hết rồi tìm đâu ra thợ mộc. Tôi tán thành ngay, tôi nói với Năm Tiều. Anh nằm giống nghỉ đi anh Năm, để tôi đích thân đi lo công việc mới được. Lúc còn sanh tiền má cho lúa gạo gà vịt chúng tôi ăn hoài, vợ chồng thằng Út coi đó tôi như anh ruột. Năm Tiều thở ra. Ê, nghĩ mẹ gì được mà nghĩ, mày đi tao cũng đi lại đó tiếp với tụi bay một tay. Hay, mới chôn vợ chồng thằng Út xong lại tới má. Tôi cho người ra tiệm trạch tư lấy ni lông và vải mang về, mang ơn trạch tư biết bao. Tôi, Năm Vị, Năm Tiều đích thân đem xác má ra tẩn liệm và bó lại trên một cánh cửa khiêng ra huyệt. Cái huyệt bằng xi măng đã đổ cát đầy một nửa. Anh em xúc lên xong thì trời tối. Chúng tôi đặt xác má xuống dưới ánh sáng của mấy cây đuốc lá dừa. Nhìn bên trái, ba nắm đất còn mới nguyên. Bây giờ thêm một mô nữa, thế là gia đình này tuyệt tự rồi bác Hồ ơi. Tôi gắng gượng nói mấy câu vĩnh biệt má mà không ra tiếng. Năm Tiều cứng cỏi hơn, nhưng anh cũng phải nuốt gặn mấy lần. Ê thôi má nằm đây với bà cũng ấm, dưới đó cả nhà sum họp đại đoàn kết. Rồi anh ta quay ngang, chắc anh cũng khóc, mặc dù nói miệng cà rỡn. Ê tàn đốt rơi lã tả, lửa cháy xèo xèo, lòng người cũng nát như tro than. Năm Tiều không về hầm tôi nữa, anh kéo tôi ra xa bảo. Mày chuẩn bị dời đơn vị đi, tao đến đây để cho mày hay đó. Sao vậy? Anh vỗ vai tôi. Ở trên sắp đưa mày ra chỉ huy tiểu đoàn 1 thay cho thằng 300. Anh em mình còn gặp nhau nhiều, mày đừng có buồn. Mày cứ nghĩ như thế này là mày cứ vui hoài. Coi như mình chết hồi 9 năm rồi. Thiệt chứ mày, đánh tàu, đánh xe, bắn máy bay cả trăm bận mà không chết. Ra bắt rồi về, tưởng bỏ xác ở Trường Sơn vì mỗi mộng đối khác mà cũng chẳng sao. Vậy giờ đổi bao nhiêu bom pháo mà cũng còn sống nhăn, không xích miếng thịt nào. Xuống Củ Chi 2 năm bao nhiêu thằng lên bàn thờ, mình vẫn còn đây. Vậy thì cứ tự coi mình như là con buôn. Cái sống này bây giờ là lợi, còn vốn thì đã lấy lợi gấp 3, gấp 4 rồi. Lắm lúc tao hay nói càng, thấy ai đang buồn tao lại đâm hơi cho bao nhiêu người khó chịu coi tao là thằng ba trận. Sự thật tao muốn che lấp nỗi buồn bên trong. Thôi, về đi, nay mai. Họp đại hội ve chai ở nhà thằng Bảy Nô, hoặc ở đâu đó, hoặc dưới âm ty hổng chừng. Tôi về, hầm chuối mặt vào võng, nằm chờ chết. Tập thứ 80 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 81.